Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em đến với kênh Pháp Thái TV ha. Hôm nay Pháp Thái tiếp tục quay trở lại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn của anh Toàn Nguyễn có một số hoa giấy gồm có Sophia và một số dòng khác muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em toàn quốc ha. Rồi, chào anh Toàn. Dạ, chào anh Pháp. Dạ, chào tất cả bà con đang xem kênh của anh Pháp Thái TV ạ. Thì trước tiên thì em cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip vừa qua. Thì hôm nay em có lên một số hoa giấy gồm Sophia, tím bướm, đỏ lửa, rồi cẩm thạch tím siêu bông ạ. Thì địa chỉ giao lưu là ở ấp 3 xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0966 705151, cũng là số Zalo luôn ạ. Thì em lên mã số đầu tiên là một cây ghép hai màu ha. Ghép hai màu Sophia, Alisa cánh thái đổi màu. Dạ. Qua bên đó đi nhẹ. Cây thân rất là lực ha. Dạ. Rồi mình cho thông số cao luôn. Dạ. Dạ, cây chiều cao là 1m2 ạ. Alisa hoa rất là đẹp và Sophia. Dạ, tán ngang nó là 70. Sophia cây này lên màu rất là chuẩn với con chị, rất là đậm luôn nha. Dạ. Rồi, vành đo vị trí này là 16 ạ. Cái sự đế của nó là 25 ạ. Rồi mã số 1 em giao lưu là 800.000 ạ. Rồi, 800.000 bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị em. Dạ. Mã số 2. Mã số 2 là cây tím bướm ạ. Phong tàn thành phẩm đang phun bông nha. Hoa màu tím viền trắng rất là đẹp luôn. Dạ, chiều cao nó là 85 ạ. Dạ, tán ngang nó là 70. Phôi với Mỹ sổ đế cao nha. Dạ, hoành vị trí này là 18 ạ. Rồi sổ đế nó là 30 ạ. Rồi mã số 2 này em giao lưu là 500.000 ạ. Rồi. 500.000. Dạ. Dạ, tiếp theo mã số 3 là cây cẩm thạch. Tím tiết lá cẩm thạch ạ. Dạ, cây chiều cao là 55 ạ. Dạ, tán ngang nó là 55 luôn ạ. Rồi hoành đo vị trí này là 17 ạ. Rồi mã số 3 này giao lưu là 250.000 ạ. Rồi. Dạ, tiếp theo mã số 4 là cây Sophia ghép gốc giấy ta. Hoa rất là đậm quý anh chị. Dạ, cây chiều cao là 1m ạ. Dạ, tán ngang nó là 70. À, chung một bo nhưng mà nó ra dưới này như thế này. Ở trên này thì hoa đậm quý anh chị. Nền này mà hồng nhạt ha. Trên này nó lên màu rất là đẹp luôn. Đỏ tím ha. Rồi đại diện một cây ha, hoành chính ạ. Này nó liền nha quý anh chị. Dạ. Hai thân này liền ha. Cái ta. Dạ. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 4 là cái giá là 400.000 luôn ạ. Rồi. Sophia. Dạ, tiếp theo mã số 5 là cây cẩm thạch tím siêu bông ạ. Cây đang cho hoa quý cô anh chị, đặc biệt là vô dây một nước rồi nha. Dạ. Vậy quý cô anh chị mình nuôi thêm thôi. Dạ, cây chiều cao đó là 80. Dạ, tán ngang nó là 70. Cẩm thạch tím siêu bông. Dạ. Hoành vị trí này là 18 ạ. Cây đế sạch đế đẹp ha. Dạ. Cây sổ đế của nó là 30 ạ. Rồi mã số 5 này có giá là 650.000 luôn ạ. Rồi. Cây gửi phí ship về tận nhà quý cô chú anh chị mình miễn phí luôn nha. Dạ, tiếp theo mã số 6. Cây tím bướm. Phơm tàn tròn. Dạ, cây chiều cao là 75 ạ. Dạ, tán ngang nó là 80. Rồi, hoành đo chỗ này là 19 ạ. Rồi, mã số 6 này cái giá là 450.000 luôn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 7 ạ. Cây này vô cây bài luôn quý con chị em. Dạ. Cẩm thạch tím siêu bông. Cẩm thạch tím siêu bông. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó là 60. Rồi hoành đo vị trí chỗ này đó là 14 ạ. Cái nơm rất là đẹp ha. Dạ. Rồi mã số 7 này cái giá là 600.000 ạ. Rồi, cây đã vô dây thành phẩm với anh chị. Dạ. Về chỉ mình nuôi thêm thôi. Tiếp theo mã số 8 là cây tím bướm đó ạ.
dán bài bài quý anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 70. Dạ, tán ngang nó là 65 ạ. À. Còn đôi vị trí này là 14 ạ. À. Rồi mã số 8 này có giá là 450.000 ạ. À. Rồi. Dạ, tiếp sang mã số 9. Cẩm thạch tím siêu bông. Tím siêu bông. Cây bonsai quý anh chị. Dạ. Cây chiều cao là 70. Dạ, tán ngang nó là 65. Gần vị trí này là 20 ạ. À. Phụ đế gói đặc ha. Dạ. Rồi mã số 9 này có giá là 600.000 luôn ạ. Tiếp theo mã số 10, cây Sophia ghép gốc với ta. Phải nói cây này là đỉnh nhất luôn quý cô anh chị. Hoa lên nè. Cực kỳ đẹp. Dạ, chiều cao nó là 95 ạ. Dạ, tán ngang nó 1 mét. Full bông ha, mà dạ. Hoa rất là đẹp luôn. Rồi, quanh vị trí này là 18 ạ. À. Rồi, cây mã số 10, cái giá là 500.000 ạ. À. Đang phun hoa rực rỡ luôn. Dạ. Rồi, tiếp theo mã số 11, cây tím bướm ạ. À. Một cốt với con chị, thân hay lắc nhẹ ha. Dạ. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang là 75 ạ. À. Rồi, hoành đôi vị trí này là 18 ạ. À. Rồi, mã số 11 này có giá là 450.000 luôn ạ. À. Rồi, cái phôi rất là lực. Dạ. Dạ, tiếp theo mã số 12. Một cây táo vàng. Cây hai màu quý anh chị, một hai cái dòng màu mới ha. Dạ. Này chưa xác định được tên quý của anh chị em, cho mới nhập khẩu á, nhập nước ngoài về. Dạ, chiều cao là 1 mét ạ. Hoa màu rất là ngọt luôn. Dạ, tới ngang nó là 75. Tới vàng thì hoa màu vàng đôi khi nó chạy sọc hồng hồng quý của anh chị. Đây, cái viền này. Màu này thì rất là đẹp luôn. Dạ. Về quý của anh chị mình khai thác coi. Rồi, hoành vị trí này là 10 ạ. Rồi, mã số 12 này cái giá là 300.000 ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 13, là cây 6 màu ạ. 5 màu ngũ sắc và một màu hồng lửa quý cô anh chị em. Hồng lửa thì trên đỉnh ha. Dạ, cây chiều cao là 1m1 ạ. Dạ, tán ngang nó là 65 ạ. Rồi, hoành vị trí này là 17 ạ. Rồi, mã số 13 này cái giá là 450.000 ạ. Rồi, một cây 6 màu, lục dạ, sắc. Lục sắc. Dạ, tiếp theo mã số 14. Cẩm thạch tím siêu bông. Dạ. Cây bonsai quý anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 60. Dạ, tán ngang nó là 70. Rồi, hoành vị trí này là 18 ạ. À. Rồi mã số 14 này có giá là 600.000 luôn ạ. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 15 là cây đỏ lửa ạ. Rồi cây chiều cao nó là 95 ạ. Rồi tán ngang nó là 60. Phải nói một cái màu đỏ rất là đậm. Rồi, hoành vị trí này là 16 ạ. Cây đế gián thú luôn ha. Dạ. Rồi, mã số 15 này có giá là 450.000 luôn ạ. Rồi. Dạ,
tiếp theo mã số 16 là cây tiếp bướm nè. Dòng này sai hoa ha. Dạ. Đế nôm. Dạ, chiều cao nó là 65. Dạ, tán ngang nó là 70. Đây rồi. Vị trí chỗ này là 22 ạ, à, cái 20 ạ. À. Phồm tròn luôn anh chị. Dạ. Rồi giá luôn. Dạ, giá mã số 16 này cái giá là 400 ngàn ạ. À. Rồi. Dạ, tiếp theo, mã số 17. Cây Sophia ghép gốc với ta. Đang lên cây búp cứng chân quý cô chú anh chị em. Dạ. Hoa màu. Dạ, chiều cao cây là 90. Dạ, tán ngang nó là 60. Rồi đại diện quanh này, quanh này 9 ạ. À. Rồi mã số 17 này cái giá là 400 ngàn luôn ạ. À. Rồi. Tiếp theo mã số 18, cẩm thạch tím đó. Cẩm thạch tím siêu bông, dạ. Hàng bonsai luôn. Vô dây một nước à, về quý anh chị mình bệnh dây thêm thôi. Dạ. Chiều cao cây là 75 ạ. À. Tán ngang nó là cũng 75 luôn ạ. À. Rồi, quanh vị trí này là 18 ạ. À. Sổ đế nó có. Sổ đế nó 30 rồi. Rồi, mã số 18 này cái giá là 600 ngàn luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo mã số 19 là một cây đỏ lửa đang lên búp. Dạ, chiều cao cây là 95 ạ. À. Dạ, tán ngang nó là 70. Tàn tròn ha. Dạ. Đế thì quả quý của anh chị, giống như con bạch tuộc ha. Dạ, hoành vị trí này là 20 ạ. À. Con bạch tuộc à. Rồi, mã số 19 này có giá là 500 ngàn luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo mã số 20. Cây tím bướm. Cây tím bướm ạ. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó là 65 ạ. À. Vành vị trí này là 17 ạ. À. Sổ đế nó là 35 ạ. À. Rồi mã số 20 này cái giá là 450 ngàn luôn ạ. À. Tiếp theo mã số 21 ạ, à. Cẩm thạch tím nữa, cẩm thạch tím siêu bông. Dạ. Dạ, cây chiều cao là 70, rồi tán ngang nó là 60, rồi hoành vị trí này là 17 ạ. À. Đây là bộ đế nôm. Dạ, sổ đế nó là 35 ạ. À. Rồi mã số 21 này cái giá là 650 ngàn ạ. À. Rồi. Dạ, tiếp theo mã số 22 ạ. À. Sophia đang phun bông. Kép gốc chúng ta. Luân hòa quý quân chị em. Nhìn màu sắc nó rất là đậm đà luôn. Dạ, cây chiều cao là 1m1 ạ. À. Dạ, tán ngang nó là 75 ạ. À. Ba thân, đôi thân đại diện ha. Thân đại diện cây này là 7 ạ. À. Rồi, giá luôn. Dạ, giá mã số 22 này có giá là 400 ngàn luôn ạ. À. Rồi, cây Sophia đang phun bông. Dạ. Đây là mã số 23. Là một cái phôi giấy ta. Giống như một con thú đang ngồi ha. Dạ. Đây. Phôi rất lực. Cái chiều cao phôi là 45 ạ. Lên xù da me luôn. Dạ. Hoành đo chỗ này là 32. Gần 33 tính 32 ha. Dạ. Và đo cái tay lực nhất là lớn nhất ạ. Dạ, còn cái tay lớn nhất nó là 19 ạ. À. Cây này dán bay bay quý anh chị. Dạ. Nguyên cái đít nè. Đo cái đít nó. Quá xa cái đít rồi. Cái đít nó là 50 ạ. À. Nào 55 ạ. À. Tổng đít là 55. Dạ. Rồi giá cho cái phôi này luôn. Dạ, cái phôi mã số 23 này cái giá là 2.300.000 ạ. À. Rồi phôi này già nha quý cô anh chị em. Tiếp theo số 24 là cái phôi giấy Mỹ ạ.
giống hình lực sĩ luôn rồi. Phúc Lộc Thọ. Dạ, chiều cao là 70. Một thân ba tược. Dạ. Cái hoành ngay chỗ này ha. Hoành chỗ này là 47 ạ. À, có những cái vết già lên nó bị lỗi nhưng mà mình đã xử lý keo hết quý cô anh chị em. Dạ. Rồi cận cảnh cho quý cô chú anh chị mình dễ hình dung nha, đã xử lý những vết cắt hết rồi. Và cốt chính thì nó lực hai dạ. Cốt phụ ha. Phúc Lộc Thọ luôn. Dạ. Cái cốt chính của nó là 21 ạ. À, những cái tược ở trên này nó lên là mình đang cuôn tàn lại nha. À, về dạ. Quý anh chị mình nuôi thêm thôi. Rồi, mã số 24 này có giá là 2.500.000 ạ. Rồi. Rồi cũng là mã cuối clip. À, cảm ơn bà con đã xem clip, mong bà con xem và ủng hộ ạ. Rồi, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào clip tiếp theo ha. À, hôm nay phải nói hoa rất là rực rỡ nha. À, chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật là nhiều may mắn, sức khỏe, thành công ha.